Công an huyện Nhân Trạch vừa triệt phá băng cướp giật liên tỉnh. Chỉ trong thời gian gần đây, băng nhóm có 7 thành viên tuổi còn rất trẻ đã gây ra gần 60 vụ cướp giật trên đường phố ở huyện Nhân Trạch, Long Thành, Biên Hòa và thành phố Thủ Đức. Hiện Công an huyện Nhân Trạch đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, gồm Hà Ngọc Dũng, Huỳnh Nhật Quang, Hồ Quang Minh cùng 22 tuổi, Nguyễn Hoàng Nhất Phương, Nghiêm Xuân Hùng cùng 20 tuổi, Lê Hữu Nghĩa và Nguyễn Hoàng Ngọc Hưng cùng 26 tuổi, tất cả cùng ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra của Công an huyện Nhân Trạch, trong thời gian qua, băng nhóm này đã gây ra 13 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Nhân Trạch, 16 vụ tại huyện Long Thành, 8 vụ tại Biên Hòa và 21 vụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em và Tiến Mỹ Minh đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản ở huyện Nhân Trạch và Long Thành. Mỗi Nhân Trạch 3 vụ, Long Thành 3 vụ. Ngoài ra em còn thực hiện với Nghĩa 3 vụ ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ án này, đối tượng Nguyễn Thị Phúc Mỹ, 24 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tôi quen biết Minh 2017. Minh có nhờ tôi đi bán vàng giùm Minh tại tiệm vàng Mi Hồng. Tôi bán được 30.500.000. Rồi lúc về Minh có cho tôi 1.000.000. Sau đó tôi bị lực lượng công an bắt. Tôi mới biết là số vàng đó do mình cướp giật mà ra. Thủ đoạn của băng nhóm này là thường xuyên chạy xe máy phân khối lớn gắn biển số giả, chờ đêm tối lượn lờ các cung đường vắng. Khi phát hiện người đi đường mang giỏ sách, điện thoại di động, đeo dây chuyền, thì ngay lập tức chúng tiếp cận và sẵn sàng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân để cướp giật tài sản hoặc chống trả khi bị truy đuổi. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mật phục đón lõng tại những địa bàn trọng điểm mà đối tượng có khả năng sẽ gây án để mà kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng mà cướp giật. Liên quan đến vấn đề này thì công an huyện đã tiến hành tuần tra kiểm soát theo cái mô hình 1-1 mà của công an tỉnh, thì hiện nay là tính hiệu quả của mô hình rất cao. Các tổ tuần tra 1 là tuần tra vào những giờ cao điểm trọng điểm để kịp thời bắt giữ những hành vi phạm tội nói chung cũng như tội phạm cướp giật nói riêng. Công an huyện Nhân Trạch cũng đang điều tra đối với Nhất Phương và Nguyễn Văn Tài, 21 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 13 xe máy, 3 sợi dây chuyền và nhiều mã tấu, bình xịt hơi cay. Tổng số tài sản các đối tượng cướp giật gần 300 triệu đồng. Tài sản là vàng sau khi cướp được, Nguyễn Thị Phúc Mỹ đem đi bán tại các tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản này đều không có nghề nghiệp, thường sống ở các nhà thuê, tổ chức ăn nhậu và sử dụng ma túy. Trong đó, Quang, Xuân Hùng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, Nghĩa có tiền án về tội trộm cắp tài sản.